Thưa quý vị, càng gần Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng lại phát hiện xử lý rất nhiều vụ sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ. Đáng buồn là nhiều trường hợp vẫn còn trong độ tuổi đi học tự chế tạo pháo nổ theo hướng dẫn và không ít trường hợp đã bị tai nạn nghiêm trọng do tự làm pháo. Và sau đây là ghi nhận tại Thái Nguyên. Những ngày đầu tháng 1 năm 2023, thiếu niên này đã lên mạng tìm mua nguyên liệu để làm pháo. Sau khi mua về, em đã dùng cối giã tay để nghiền thuốc và chế biến pháo. Tuy nhiên, tai nạn đã xảy ra khi thuốc pháo bất ngờ phát nổ, khiến em bị bỏng nặng ở mặt và hai bàn tay. Đấy, em mua thuốc trên mạng, xong rồi về nhà rủ hai bạn cùng nhau làm cho vào cối giã. Đang giã thì nó lại bùng lên, cháy thì nó bị như này. Cùng tham gia chế tạo pháo, nam thiếu niên này bị dập nát bàn tay phải, bị bỏng và tổn thương phần mềm vùng hàm, mặt. Hiện vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Năm nay thì lại khác hẳn mọi năm, là trước Tết đã xảy ra rất nhiều tình trạng thương tích do pháo nổ gây ra. Mà trong đó thì đặc biệt là cái lứa tuổi học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở là xảy ra rất nhiều. Từ đầu tháng đến nay, khoa chấn thương cũng đã tiếp nhận khoảng trên 20 ca. Trong đợt cao điểm đầu năm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 32 vụ việc, vụ án liên quan đến pháo, thu giữ hơn 130 kg pháo các loại và trên 12 kg thuốc pháo. Điều đáng nói, nhiều trường hợp vi phạm là học sinh từ 12 đến 16 tuổi có hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo tự chế. Đối với các loại pháo tự chế này rất nguy hiểm bởi vì các nguyên liệu là các đối tượng mua trôi nổi ở trên mạng, ở ngoài xã hội. Cái số lượng pháo các đối tượng chế tạo rất nhiều, có những quả pháo đối tượng chế tạo có cân nặng hơn 2 kg. Cơ quan chức năng khuyến cáo việc tự chế pháo nổ và buôn bán pháo là hành vi vi phạm pháp luật và nghiêm trọng hơn là những hậu quả khủng khiếp do tai nạn xảy ra trong quá trình sản xuất, tàng trữ và sử dụng pháo nổ thì không thể khắc phục. Thưa quý vị, đến thăm làng nghề sản xuất mứt gừng Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, những ngày cuối năm thì chúng ta dễ dàng cảm nhận được không khí sản xuất hối hả, nhà nhà đỏ lửa, nhân công tất bật làm mứt gừng để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán. Đây là cơ hội cả năm có một để bà con kiếm thêm thu nhập. Thời gian còn lại trong năm thì họ sẽ quay về với sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ. Vào khoảng tháng 11 âm lịch hàng năm, người dân xã Mỹ Chánh đã bắt đầu vào vụ làm mứt gừng Tết. Ước tính trong khoảng 2 tháng giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, người dân làng Mỹ Chánh sẽ sản xuất ra từ 60 đến 70 tấn mứt gừng. Theo người mua thì mứt gừng ở Mỹ Chánh không sử dụng chất bảo quản, nguyên liệu được các cơ sở chọn lọc thu mua kỹ lưỡng, tạo ra sản phẩm có hương vị thơm ngon đặc biệt. Hiện tại thì mứt gừng Mỹ Chánh tiêu thụ chủ yếu là trong tỉnh và ra Hà Nội, Quảng Bình và Tây Nguyên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh với giá là từ 45 cho đến 60.000 đồng một kg. Tiếp tục sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của gió đông hoạt động mạnh dần nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay và ngày mai trời sẽ nhiều mây và có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp 2 đến cấp 3 trời rét và nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ, vùng núi là từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày hôm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm sẽ có nơi có sương mù. Riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 13 độ. Dự báo từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 1, miền Bắc chuyển sang trời nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Sau đó khoảng từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 1, miền Bắc có thể sẽ đón một đợt không khí lạnh khá mạnh gây mưa dông, trời chuyển rét đậm. Xuống tới các tỉnh thành miền Trung, dự báo từ ngày mai, trời sẽ mưa giảm dần tại đây, trời vẫn còn rét. Sau đó khoảng từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 1, khu vực này tiếp tục đón mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Xu thế giảm mưa cũng diễn ra ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Cả hai khu vực này sau đó chuyển sang thời tiết tạnh giáo, nắng ấm nhiều ngày. Trên biển, vùng biển Bắc và giữa biển Đông được dự báo có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Vùng biển Nam biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
tầm nhìn xa là trên 10 km và giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 3 đến cấp 4 và sóng biển cao từ 1 đến 2 m. Những ngày này thì những người trồng hoa lay ơn ở tỉnh Quảng Ngãi đang như ngồi trên đống lửa bởi hoa phục vụ thị trường Tết bị thối rễ, vàng lá rồi chết hàng loạt. Người trồng hoa đứng trước nguy cơ trắng tay. Theo các hộ dân trồng hoa, vụ hoa Tết năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, người trồng không dám xuống giống nhiều. Năm nay, khi dịch bệnh không còn, người dân hy vọng sẽ có một vụ hoa Tết thắng lợi. Mặc dù vậy, đến thời điểm cuối năm, thời tiết bất thường, mưa nhiều đã tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển, khiến nhiều diện tích hoa lay ơn bị hư hại. Biểu hiện ban đầu của vườn hoa lay ơn là bị vàng lá, trên mặt lá xuất hiện những đốm trắng nhỏ rồi héo dần và chết. Những cây còn sống hiện nay rất ít mà chậm lớn, khả năng cũng không có hoa, nếu có chắc cũng không đạt. Việc khắc phục rất khó khả thi, vì vậy bà con cũng cần tích lũy kinh nghiệm phòng bệnh cho những vụ sau như sau đây. Khi trồng, bà con cũng cần chú ý đến chọn củ giống cây hoa lay ơn, không chọn những củ có biểu hiện bị nhiễm bệnh, chọn những củ sạch bệnh để làm giống. Và khi trồng cây hoa lay ơn, nếu phát hiện cây có biểu hiện bị nhiễm bệnh thì nên nhổ bỏ và tiêu hủy cây bị bệnh. Trước khi trồng, bà con nên vệ sinh khử trùng đất bằng cách bón vôi cho đất, làm đất kỹ, dọn sạch tàn dư thực vật trên đất đảm bảo đủ thời gian phơi ải đất. Không nên bón quá nhiều phân đạm, nên sử dụng phân chuồng ủ hoai mục để bón cho cây. Khi bón phân cần chú ý bón phân xa gốc, tránh phân tiếp xúc trực tiếp đến rễ. Nên có một hệ thống tưới tiêu nước hợp lý và khi thời tiết mưa nhiều nên tiêu nước cho vườn ngay, tránh làm ngập úng bộ rễ cây. Chú ý vào mùa khô không nên tưới nước lên cây, chỉ nên tưới đủ ẩm cho cây dưới phần gốc. Và bệnh phát triển mạnh ở tầng đất chua nên bà con cần bón vôi cho đất để tăng độ pH cho đất. Trong quá trình chăm sóc cây nên tránh tình trạng làm cây bị tổn thương, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm xâm nhập vào cây. Ngoài ra cũng nên sử dụng đất sạch để trồng hoa lay ơn. Sử dụng các thuốc gốc đồng tưới gốc cho cây mới chấm bệnh. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời bà con cùng theo dõi.